Xin chào anh em, mình đang đang xem video của Bokubi Channel. Mình là Jock, là anh em song sinh của Bok. Thì mình là anh, Bok nó là em. Thì tuần vừa qua thì thằng Bok nó bị tai nạn cái tay như nè. Thì mình sẽ quay clip giùm nó. Cho nên anh em có gì thì cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ để lại comment để mình xử lý cho. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu anh em là các loại cây thủy sinh, các cắm mới về rất là đẹp luôn. Nè, đẹp không? Đây là bên là rẫy nè. Bên mình mới về thêm các loại dương sỉ. Đó, đều được chăm sóc, phun sương và dưỡng ẩm, dinh dưỡng liên tục. Các mặt hàng này anh em có thể mua trên Shopee luôn và đường link Shopee của shop em luôn để phía dưới comment video này. Anh em xem giúp em nha. Đó, rất là đa dạng chủng loại. Tất cả các loại bonsai này mới về nè anh em. Đá rồi các thứ rồi, rất là nhiều thứ để chọn. Cho gặp thằng em đi. Ê, gặp đồ mày, mày kìa. Vâng, chào anh em đang xem video của Bokubi Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ thông báo với anh em là mình là Bok. Thì mình sẽ có một cái chương trình mới dành cho anh em. Một số anh em ở xa hoặc là không thể chuyển khoản thì ngày hôm nay mình sẽ vận dụng và nhận lại chương trình mua cá tại Shopee. Thì anh em là sử dụng thông thạo Shopee có thể đó mua thông qua Now hoặc Grab. Thì trên Shopee phí ship nó sẽ rẻ hơn và mình sẽ hỗ trợ anh em cái chi phí đóng gói này nọ rất là ok. Thì trên Shopee hiện tại thì mình đang bán theo dạng combo đó, anh em có thể tham khảo trên đó. Đường link trang của đường link Shopee mà mua cá mình sẽ để phía dưới video này. Anh em nào chưa thắc mắc, chưa biết cách mua thì có thể liên hệ qua phần Zalo, mình sẽ hướng dẫn thêm. Chứng minh anh em đây là một lô rồng tím rất là đẹp anh em nha. Và hàng này là hàng máy có ri bông luôn. Này rất là đẹp luôn anh em nè. Cực kỳ xuất sắc luôn. Rổ này 150k một cặp anh em nha. Xả combo cho anh em luôn. 150 một cặp, combo là 2 cặp là 250k. Rồi là một combo lớn cho anh em luôn. Combo 4 cặp mình sẽ giảm mạnh luôn nha. 250k combo 2 cặp. 150 là 1 cặp, 2 cặp 250 nha. 4 cặp là 500 đúng không ạ? Rồi 4 cặp đây mình sale cho anh em luôn. 4 cặp sale mạnh 500k giảm còn 400k. Combo 4 cặp 400k. Rất đẹp anh em nha, rồng tím à. Combo nhỏ 250 2 cặp. Nhích thêm một combo lớn nữa 400k 4 cặp. Rồi tiếp theo chúc mừng anh em, đây là hàng Will Coi Sọt Ribbon Mít Đầu anh em nha. Đó, form rất là đẹp, thấy không? Ú nu luôn. Nhà này những con coi bị mít đầu anh em nha, là hàng Will nha. Thì cái lô này mình sẽ xả cho anh em giá mềm nha, hợp cho anh em nào thích lai tạo hoặc là thả hy sinh hay là nuôi chơi. Đó, tập trải nghiệm với cái dòng guppy. Thì hàng này có rít bông tơ bướm, hàng sọt form đẹp luôn, 80k một cặp, combo 200k 3 cặp. Và lưu ý anh em nào xem video này, mình sẽ tặng cho anh em thêm một cặp trên một combo. Chỉ để làm phần comment cho mình thì combo của anh em sẽ được tặng 200k 3 tặng 1 sẽ là 4 nha. 200k 3 cặp tặng 1 cặp, đối với anh em có để lại một comment giúp mình là được 4 cặp luôn. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là rồng đỏ ri bông anh em nha. Đây rồng đỏ ri bông. Thì hàng này là 120k một cặp anh em nha. Combo 3 cặp là 300k. Rồi một phần quà cho anh em tiếp tục nữa, để đâu comment giúp mình 300k tặng thêm một cặp, 300k 3 tặng 1 là 4 nha. Rồng đỏ Indo. Rồng đỏ ri bông. Đây mình quay máy cho anh em xem nha. 300k combo 3 cặp. Để đâu comment được tặng một phần quà tặng nữa, 300 3 tặng 1 là 4. Đây máy rồng đỏ ri bông anh em nha. Thì theo quan sát anh em thấy đó, râu ria rất là dài luôn.
Đó, phần vây lưng nó cũng rất là nhỏ nè, form rất là đẹp nha. Mình sẽ nhắc lại giá của dòng này, trước video này mình đã quay trống cho anh em xem đó. Thì combo chúng ta là 120 một cặp, combo 3 cặp là 300k. Chỉ cần anh em để một comment thôi là combo này sẽ được tặng thêm ngay một cặp cho anh em luôn, là 300k, 3 tặng 1 là được 4 cặp nha. Rồi tiếp theo chúng ta đây có rồng đỏ hàng gen anh em nha. Hàng này sẽ khuyến mại lớn cho anh em luôn. Rồng đỏ hàng gen, đuôi hoa văn đồ rất đẹp anh em nha. Hàng này 50k một cặp, này khuyến mãi trong đây một combo 100k 3 cặp luôn. Và đối với anh em là mua hai combo, tức là một combo lớn là 200k, mình sẽ được tặng thêm một cặp nữa 200k 7 cặp. Mình sẽ lại combo của hàng này là 100k 3 cặp, 200k 7 cặp anh em nha. Rồng đỏ hàng gen Reebok. Rất tươi nha, thích hợp cho anh em nào mới chơi hoặc là thích hợp cho anh em nào mới trải nghiệm dòng này. Rồi tiếp theo đây là hàng Full Gold Reebok, rất là đẹp luôn anh em ơi. Rồi để lại cho anh em một combo khuyến mãi luôn nha. Gold Reebok 150k một cặp, này mình khuyến mãi cho anh em lớn luôn, combo 300k 3 cặp. 300k 3 cặp anh em nha. Rồi chơi lớn đây một phát nữa nè, anh em nào để lại một comment giúp mình trên video này, combo 300k được tặng đây một cặp 300k, combo 4 cặp full gold 300k, 4 cặp full gold rebound anh em nha. Rồi quay trống xong rồi chúng ta sẽ quay xe máy, đây máy anh em nha. Máy tay bơ bướm anh em nha, vẫy phủ dày 300k combo 3 tặng 1 nha anh em, 4 cặp. Rồi tiếp theo đây là hàng full gold hàng gen Reebok anh em nha. Rồi chú ý video này mình quay có sử dụng đèn flash nha. Gold mình nuôi ngoài trời ánh nắng nhiều, ánh sáng mạnh thì là màu sắc nó sẽ đẹp và tươi. Ở cái màu này mình quay là còn chưa tươi lắm đâu, chưa vàng lắm, nó vàng nhưng mà như là vàng ánh kim. Và khi chúng ta nuôi ở ngoài trời nó sẽ vàng đẹp hơn nữa nha. Như vậy cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà chúng ta nuôi ngoài trời ánh sáng mặt trời sẽ làm cho cái màu con cá lên đẹp hơn nữa. Hàng con này mình khuyến mãi luôn 100k 3 cặp cho anh em. Rồi hai combo nhanh gọn lẹ luôn, hai combo 207 cặp. 103 cặp, 207 cặp. Này chắc mình cũng không cần nói nhiều đâu, khá là đẹp. Khá là mềm. Nói khi mà chúng ta đưa ánh sáng xa nè thì cái màu nó vậy nè, đó, thì cái màu này nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà phải quay rõ đó thì nó sẽ bị sáng cái màu lên. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là rồng xanh Indo anh em nha. Một combo khuyến mãi đẹp đẽ cho anh em luôn, rất đẹp luôn anh em ơi. Rồng xanh Indo, rồng xanh Indo này không có ri bông nha, xém nhầm. Rồng xanh Indo này chúng ta sẽ combo 200k 3 cặp nha. Và để lại một comment trên video này giúp mình tặng thêm một cặp luôn, 200k combo 4 cặp rồng xanh Indo cho anh em nào có comment quá mềm xèo luôn. Mình sẽ nhắc lại 200k 3 cặp rồng xanh Indo, để lại một comment giúp mình 200k 4 cặp. Rất đẹp luôn anh em nha. Rồng xanh Indo rất đẹp, rất đẹp, lôi lên rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo mình có con hàng Blaubart rất là đẹp luôn, đây sổ cho bịch cho anh em xem. Trời ơi, trong bịch thôi mà nhìn nó đã đẹp rồi nè. Rồi đây là Blaubart anh em nha. Thì Blaubart có nghĩa là báo đó. Thì cái dòng này người ta nghĩ cái hoa văn của nó là đi theo hoa văn của những con báo đốm. Cả phần thân, phần đuôi này thấy không? Những cái phần chấm chấm tạo ra một cái nét rất là mạnh mẽ của dòng này. Thì Blaubart này là 120k một cặp. Ngày hôm nay một combo mạnh mẽ cực lớn cho anh em luôn, để cho anh em nào muốn sưu tầm cái dòng khá là mới, khá là nói chung là rất là đẹp, một cái vẻ đẹp mang tính chất hoang dã. 120k một cặp này, combo 3 cặp sẽ fit cho anh em còn chỉ có 250k cho một combo 3 cặp. Blaubart anh em nha, 250k combo 3 cặp.
Vâng, ngày hôm nay mình lên một bài này rất là đẹp luôn em ơi, sung sức khỏe mạnh luôn. Đây là white màu sắc. À, bài đặc biệt cái là cá mái đang ôm bầu sắp xả hàng, xả trứng xả con luôn em ơi. Mua bài này là bao lời bao ngon luôn, mái bầu đó rồi. Tình trạng em thấy đó, đang sung lắm. Bài này lên treo lâu rồi, sung lắm. Rồi con hàng này 100k một cặp anh em ơi, combo chúng ta là 250k cho combo 3 cặp. Rồi, một phần quà cho anh em, chỉ cần để là một comment vui vẻ thôi, mừng ngày mới, chúc mừng gì đó vui vẻ, để là cái gì anh em thích là được. À, trên một phần comment thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một cặp trên mỗi combo. 250k ngày hôm nay 3 cặp, được tặng thêm một là được đến 4 cặp luôn. White màu sắc 250k 4 cặp. Quá đẹp, quá sung, quá khỏe. Đây hàng VIP anh em nha. Coi sọt riết bông sắc phin, phẩm đẹp tại bờ bướm. À, rất đẹp luôn. Con hàng này 300k một cặp, mình sale nhanh cho anh em luôn một combo 2 cặp. Combo 2 cặp của chúng ta chỉ với giá 400k. Hàng đẹp lâu lâu mới có anh em nha. À, rất là chất lượng luôn. Rồi tiếp theo đây mình có là gì đây? Coi Gene Tiber bướm nha. Hàng này hàng Tiber bướm anh em nha. Rồi xem nhanh hàng này cho anh em luôn, nhanh gọn lẹ. Hàng này 200k một cặp, ngày hôm nay em giảm 50% luôn. Anh em lưu ý nha, vay sắc phin và Tiber bướm nha, chứ không phải hàng Tiber thường nha. Rồi hàng coi này là thị trường tầm khoảng 300-400 một cặp đó, nay em xem nhanh luôn. 200k combo 2 cặp nha. Bài này em thanh lý nhanh nha. 200k 2 cặp. Rồi, rất khỏe mạnh sung sức nha, đang bơi rất là dữ dằn luôn. 200 2 cặp. Rồi tiếp tới đây em có đây là yellow. Gold Tuxedo hay còn gọi với tên là yellow Bingu. À, Bingu Tuxedo. Thường anh em gọi là Gold Tuxedo. Đó, thì con hàng này anh em thấy nó là vây rip bông sắc phin và VC tao bướm ở con máy. Hàng này 150k một cặp anh em nha. Sale nhanh đợt này luôn, sale nhanh combo 2 cặp 200 luôn, số lượng có hạn nha. Bay nhanh 2 cặp 200 anh em nha. Rồi tiếp theo đây là coi sọt Rainier nha anh em nha. Này là hàng sọt nha anh em, hàng sọt mắt đỏ nha. Tai bơ bướm luôn anh em nha. Đó, vây cái con vây dày. Đây, vây sắc phin. Rồi hàng này 400k một cặp, nay em khuyến mãi cho anh em luôn. Combo 2 cặp 500k. Abino coi sọt mắt đỏ. 500k combo 2 cặp luôn anh em nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta có lại là sọc ngựa cánh tiên anh em nha. Rồi hàng này thì giá dường như cũ anh em nha, 50k một con, 50k một con. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là coi sọt tai bơ bướm anh em nha. Coi đây sọt tai bơ bướm. Rồi hàng này 100k một cặp, khuyến mãi cho anh em một combo là 250k cho combo 3 cặp. Tai bơ bướm anh em nha. Anh em để quý
cái tay bơi nó đó, rất là dài luôn đó. Rồi lưu ý một cái là phần quà tặng nhỏ cho anh em nào đang xem video này, thì nếu như anh em mua combo này để lên mình một comment trên video anh em đang xem, tức là video này, thì bên mình sẽ tặng cho anh em thêm một cặp. Và nhớ khi anh em qua shop mua thì nhớ là có báo là có comment trên video YouTube. Thì combo này cũng cho là 250k, được 3 cặp tặng 1 là 250, anh em được đến 4 cặp luôn. Lưu ý giúp mình nha, để lại một phần comment trên video giúp mình. Cả đến mua tại shop hay cả mua ở tỉnh đều được nha anh em. Anh em mua ở tỉnh thì đặt hàng qua Zalo giúp mình và chụp cái phần comment lại gửi qua giúp mình. Rồi ngoài ra ở đây mình có những cặp super short. Đó, body rất là ủ luôn anh em nha. Hàng này thì là combo, chúng ta là combo 200k một cặp, combo 2 cặp thì là 300k. Và chỉ có 3 combo cho lô này thôi. Này thấy không, tay bờ bướm form rất là đẹp luôn, rất ú nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta có hàng Dumbo anh em nha, Dumbo red tie hàng đẹp luôn. Đây lô này rất là đẹp nha, anh em nào mà ưng dòng Dumbo thì có thể sở hữu cái dòng này ngay bây giờ luôn với cái giá cực kỳ mềm mại. Và đừng quên đây dòng này mình sẽ chọn cho anh em có quà tặng luôn nha. Wow, con Dumbo coi này phải không ạ? Con Dumbo coi đây. Đó, duy nhất trong bài này đột biến của em Dumbo coi đây, anh em nào muốn sở hữu bé này thì dứt luôn. Trời ơi, nó bơi dữ quá. Đây mình quay em này trước nha. Rất là đẹp ngoài nào à. Nói chung là những con hàng hiếm. Đó. Rồi anh em sở hữu bé Dumbo coi này giá là 300k nha. Mình sẽ tặng cho anh em thêm một con máy Dumbo đi kèm. Rồi, rồi, giúp em này. Hàng kịch độc. Rồi thôi qua bên khác đây. Then. Rồi những bé Dumbo này form rất là đẹp, anh em chú ý giúp mình. À, bờ rất dày đúng không anh em ạ? Rồi hàng này là combo chúng ta là 200k 3 cặp nha mọi người, 80k một cặp, 200k 3 cặp. Và anh em lưu ý giúp mình, đối với Dumbo này thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một cặp, tặng kèm thêm một cặp cho anh em trong một combo nha. 200k chúng ta sẽ được 4 cặp. Rất hấp dẫn luôn. 80k một cặp. Ngày hôm nay để lại một comment trên video thôi là anh em sẽ được sở hữu một combo cực kỳ khủng luôn. Combo chúng ta là 200k cho combo 4 cặp nếu như anh em có comment. Ngày hôm nay hàng về đây là full red bit đô xa anh em ơi. Mình sẽ lên keo cho anh em xem, rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Vây căng đét. Đây full red bit đô xa chúng ta anh em nha, màu rất là tươi luôn. Anh em để ý phần vây lưng giúp mình, đó đây là nguồn tuyển vây rất là đẹp, căng tròn đét nha. Rồi hàng này bay nhanh cho anh em nào yêu quý bộ full red bit đô xa anh em nha. 150k một cặp, ngày hôm nay sẽ khuyến mãi combo cho anh em rất mãnh liệt luôn, 300k combo 3 cặp. 300k combo 3 cặp full red bit đô xa này đây, vậy rất mượt. Màu rất là tươi luôn. Rồi anh em nào mua lẻ thì mình sẽ fit xuống luôn 150 giảm còn 120 một cặp nha. Rất đẹp này ơi, rất tươi.